Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Minh Hưng bàn tay làm nát ngành ngân hàng, bóp méo ngành bất động sản. Lê Minh Hưng là phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Văn Bình làm thống đốc. Vào năm 2016, khi Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính trị nắm chức trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì ông Lê Minh Hưng lên thay thế. Một nhiệm kỳ làm thống đốc, Lê Minh Hưng đã để lại nhiều hệ lụy mà nền kinh tế Việt Nam đang phải gánh chịu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan cho ra chính sách tiền tệ, điều khiển hệ thống ngân hàng thương mại. Chính sách sai khiến cho hệ thống ngân hàng thương mại đã bị biến tướng, tạo nhiều hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Chính thời kỳ Lê Minh Hưng làm thống đốc, ông làm ngơ, mặc cho liên minh ma quỷ giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng cấu kết với nhau làm bậy. Ngân hàng trở thành sân sau của doanh nghiệp để cho vay dưới chuẩn, để đảo nợ, để phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp không đạt chuẩn, vân vân. Điều này khiến cho những doanh nghiệp bất động sản lẽ ra phải phá sản thì họ lại có cơ hội chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Hình mẫu cho loại cấu kết này là ngân hàng SCB và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB là đầu mối thu hút nguồn vốn từ xã hội. Nguồn vốn này được SCB cho các công ty con của Vạn Thịnh Phát vay với lãi suất ưu đãi và chấp nhận cho các doanh nghiệp thành viên thế chấp các dự án cho ngân hàng. Nói chung, trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, SCB là đầu mối hút tiền từ túi người dân để cho tập đoàn này đưa vào sử dụng. Chưa hết, ngân hàng SCB còn lừa khách hàng gửi tiền ngân hàng mua trái phiếu của công ty An Đông, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Như vậy, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng SCB để mà lùa gà, họ lùa khách hàng gửi tiết kiệm vào chuồng trái phiếu doanh nghiệp. Và cho đến nay, các khổ chủ gần như mất trắng số tiền họ đã dùng cả đời dành dụm cho mình. Việc chủ doanh nghiệp nào đấy đã mua cổ phần ngân hàng là chuyện không hề hiếm. Tuy nhiên, với vai trò quản lý và điều hành chính sách tiền tệ mà ông Lê Minh Hưng không ra tay ngăn cản những doanh nghiệp hoặc tập đoàn chủ sở hữu ngân hàng, dùng ngân hàng để mà lùa gà, dùng ngân hàng để hút vốn cho các công ty con trong tập đoàn của mình. Một cách làm không minh bạch. Dưới thời ông Lê Minh Hưng thì ngân hàng đã bị biến tướng nghiêm trọng. Theo thông tin có được, có một số tập đoàn đang bên bực và vực phá sản bỗng nhiên nhảy vào mua cổ phần, trở thành chủ sở hữu của ngân hàng. Sau đấy họ dùng ngân hàng này như là công cụ để mà hút vốn, cứu cho tập đoàn khỏi phải phá sản. Khi tiền rót vào các dự án, các doanh nghiệp bất động sản tạo sốt đất, thổi giá bất động sản lên rồi đẩy hàng thu lợi. Có nhiều bất động sản tăng giá gấp đôi, gấp ba chỉ trong thời gian rất ngắn, giúp các đại gia đẩy hàng trả nợ. Hậu quả là ngành bất động sản cũng bị méo mó theo rất nhiều. Vụ án vụ Vạn Thịnh Phát và SCB chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Rất nhiều đại gia bất động sản sở hữu ngân hàng, trong đó có các đại gia như Dương Công Minh, vừa chủ tập đoàn bất động sản Him Lam, vừa là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank. Dương Công Minh vừa là ông chủ tập đoàn Him Lam, vừa là ông chủ của ngân hàng Sacombank. Hiện nay đã có 4 ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện theo dõi đặc biệt, đó là CB Bank, Ocean Bank, GP Bank và Đông Á Bank. Một số chuyên gia cho rằng với tình hình như hiện nay, có thể năm 2023 sẽ có những ngân hàng khác nối gót 4 ngân hàng này bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt, tức là nó đứng trước nguy cơ phá sản. Đấy là những hệ lụy từ thời ông Lê Minh Hưng để lại với vai trò là người đứng đầu của Đảng. Liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đưa ông cựu thống đốc ngân hàng này vào lò hay không? Ông Lê Minh Hưng hiện nay đang là Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí này được cho là cận kề với Bộ Chính trị. Nếu không xử lý, thì khi ông Lê Minh Hưng được vào được Bộ Chính trị và được ban cho chức nào đấy liên quan đến việc điều hành nền kinh tế của đất nước, thì có phải là nền kinh tế Việt Nam đang đánh đu với rủi ro ngày một lớn hay không? Trong mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp, các đại gia bất động sản dùng ngân hàng thương mại làm công cụ để mà hút vốn, để đảo nợ, đẩy rủi ro về cho người dân thấp cổ bé họng và cứu những doanh nghiệp bết bát phá hoại nền kinh tế. Thì ắt quan chức đưa ra những chính sách ấy sẽ được các đại gia phải biết trả lễ như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Minh Hưng bàn tay làm nát ngành ngân hàng, bóp méo ngành bất động sản. Tây bảo VinFast quá tệ, nhưng Vượng Vin tự đánh giá VinFast trên 9 tầng mây. Câu nói kinh điển của giới làm kinh doanh là bán những gì người ta cần chứ không bán những gì mình có.
Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng đang đi ngược với triết lý kinh doanh kinh điển này. Điều này có nghĩa là VinFast đang tự sát. Vậy cái người ta cần là gì? Đó là độ bền, là sự an toàn, đó là sự tin cậy, là hậu mãi. Vậy thì VinFast đáp ứng được những nhu cầu thực sự của khách hàng hay chưa? Câu hỏi là chưa. Muốn tạo được thương hiệu thì người ta phải làm sao để tạo ra những tiếng khen từ những khách hàng đã từng sở hữu sản phẩm của mình. Có những thương hiệu không cần tốn tiền cho quảng cáo mà họ dùng cách chuyển miệng, tức là họ để tiếng khen tự lan tỏa, tạo thành vị trí vững chắc trong lòng khách hàng. Thế giới chê VinFast rất thậm tệ. Hãng Tesla của tỷ phú Musk được biết đến như một hãng ô tô điện của Mỹ chưa từng tốn đồng tiền nào cho marketing, và đến nay mọi việc ở hãng này vẫn rất tốt. Hiện giá trị của Tesla cao hơn những thương hiệu ô tô lâu năm khác như Ford, GM, Fiat, Daimler, v.v. Cách quảng bá thương hiệu kiểu hữu xạ tự nhiên hương là cách làm ngược với quảng bá thương hiệu bằng cách nổ quá sự thật. Ông Nguyễn Tử Quảng đã từng nổ quá đà với Bphone, nhưng sau đó thương hiệu Bphone chìm nghỉm. Xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng cho đến nay cũng làm theo cách tương tự ông Quảng. Nhưng ông Vượng cao thủ hơn ông Nguyễn Tử Quảng. Ông Vượng không tự nổ về sản phẩm của mình, mà ông thao túng truyền thông, bắt truyền thông phải nổ thay cho ông ta, kể cả các tờ báo nhà nước, từ Thông Tân Xã cho đến tờ báo Nhân Dân của Đảng. Mới đây vào ngày 12 tháng 5, VinFast chính thức thông báo sẽ niêm yết tại Mỹ và định giá doanh nghiệp hơn 23 tỷ đô la. Tuy nhiên, thông tin từ VinFast cũng chưa cho biết ngày niêm yết cụ thể, chỉ cho biết chung chung rằng giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông cũng như các điều kiện hoàn tất theo thông lệ. Việc định giá doanh nghiệp cao khi chưa chào bán cổ phiếu thì chỉ là ước lượng, nó chỉ có giá trị tham khảo. Tuy nhiên, việc định giá cao cũng có một cách làm cho các nhà đầu tư tiềm năng chú ý, cho nên không ai định giá thấp doanh nghiệp của mình cả. VinFast tự định giá mình đến 23 tỷ đô la. Và năm ngoái, báo chí trong nước cũng đã rùm beng về giá trị của VinFast sau khi niêm yết. Lúc đó, VinFast dự tính giá trị kinh doanh nghiệp của họ lên đến 50 tỷ đô la, chứ không phải 23 tỷ đô la như hiện nay. Không biết vì lý do gì VinFast lại tự hạ giá của mình xuống hơn một nửa. Có lẽ do thời gian qua, VinFast đã để lại quá nhiều tai tiếng cho người tiêu dùng bằng các vụ cháy nổ xe ô tô điện. Mới đây, ít nhất 7 trang tin tức của Mỹ vào hôm 12 tháng 5 đã đăng bài cho biết các phóng viên của họ đã lái thử VinFast 8 VF8 đầu tiên trong việc điều kiện thực tế tại Mỹ và có đánh giá không tích cực, cho rằng xe còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục. Trang Motor Trend giật tít rằng lái VinFast VF8 lần đầu hãy trả lại người gửi. Trang EFT thì đăng bài lái lần đầu VinFast VF8 2023 không chấp nhận được. Trang Insider thì đăng tin đánh giá lần đầu lái xe VinFast VF8. Ôi dào, đừng mua VinFast VF8 2023. Đây là những đánh giá rất tiêu cực. Chính những đánh giá này sẽ tác động đến quyết định của các nhà đầu tư tiềm năng đối với cổ phiếu của VinFast. Có nên đánh giá, việc định giá công ty sau niêm yết có thể lên đến 23 tỷ đô la là quá cường điệu. Vào thời gian tới, VinFast định giá mình lên 23 tỷ đô la, thấp hơn trước đó 50 tỷ đô la. Tại Mỹ, Tesla đã dùng chất lượng của xe để khách hàng tự chuyển miệng. Họ phải rất tự tin về chất lượng mới làm theo cách này. Còn với chất lượng của VinFast mà dùng cách này thì công ty đã tàn từ lâu. Chính vì chất lượng không tốt mới cần quảng bá, cần nổ cho thật nhiều để lùa khách hàng. Tuy nhiên, trong quảng cáo chỉ cần nổ vừa thôi, nếu nổ quá có thể gây phản ứng ngược. Khi mua một sản phẩm mới mà người ta chưa từng dùng thì thông thường người ta sẽ hiểu từ những đánh giá của người đã từng sử dụng. Với VinFast, rất nhiều khổ chủ xe này từ trong nước đến nước ngoài phàn nàn. Cho nên, rất khó để VinFast trụ được trên đất Mỹ, dù nổ đến 9 tầng mây thì vị trí của nó vẫn là mặt đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tây bảo VinFast quá tệ, nhưng Vượng tự đánh giá VinFast trên 9 tầng mây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.